Giải bóng đá mini huyện Châu Đức năm 2024 vừa được Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Châu Đức tổ chức. Tham gia giải có 15 đội bóng với hơn 200 vận động viên là cán bộ công chức viên chức, người lao động đến từ các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện. Các đội chia thành năm bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 8 đội có thành tích tốt vào vòng tứ kết, tiếp tục tranh bán kết và chung kết. Giải diễn ra đến ngày 26 tháng 4.